Chào mừng tất cả các bạn đến với Trò Chuyện Với Tương Lai. Đây sẽ là nơi mà các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện của mình, những trăn trở, những băn khoăn, những nỗi niềm. Có thể là để tìm kiếm một giải pháp tham khảo, hay chỉ đơn giản là tìm kiếm một sự vỗ về, sẻ chia hay đồng cảm. Và ngày hôm nay có mặt với Tiến là một người khách mời vô cùng đặc biệt, bởi vì Tiến đã dùng trăm phương nghìn kế, mọi âm mưu thủ đoạn thì ngày hôm nay mới có mặt cô ấy ở đây. Xin trân trọng giới thiệu nhà sản xuất Hoa hậu Hương Giang. Chào host Lucy Tiến và xin chào tất cả các bạn trẻ đang có mặt tại Trò Chuyện Với Tương Lai ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Tụi mình thì hay nói chuyện với nhau nhiều rồi, nhưng mà em có thể cho anh biết cái lý do tại sao mà tới tận bây giờ em mới nhận lời ngồi trò chuyện với Tương Lai cùng với anh không? Hay là bất cứ một cái show nói chuyện nào của anh mà mời em podcast em cũng không thèm qua là tại sao vậy Giang? Thưa quý vị khán giả, mặc dù là Hương Giang với anh Dương Sĩ Tiến vì nó là không có từ nào để mà diễn tả, từ thân cũng không thể đủ để mà nói về mối quan hệ của Dương Sĩ Tiến với Hương Giang. Nhưng mà tại vì bản thân Giang là người là rất là hạn chế trong cái việc là xuất hiện trong các cái chương trình không phải của Giang sản xuất. Thực ra nó cũng không phải là vì khó khăn gì cả, chỉ là vì Giang đã lựa chọn là mình sẽ rất là ít khi ngồi một chương trình nào đấy mà mình phải đưa ra cái quan điểm. Thì em bị ngại trong cái chuyện đấy. Thì em chỉ suy nghĩ là nếu mà em xuất hiện mà em không ra đưa ra được cái quan điểm nó mạnh thì nó có giúp ích được gì cho nhà sản xuất là anh hay không? Nếu như em chỉ ngồi đây và cười cười nói an toàn thì nó cũng không phải là em. Nhưng mà nếu mà phải đưa ra những quan điểm quá mạnh thì thực sự là bản thân Giang cũng từ lâu rồi Giang không còn đưa ra những cái quan điểm cá nhân nữa. Cho nên thành ra là mình cứ phân vân là mình có giúp ích được gì cho nhà sản xuất không? Đấy là lý do vì sao mà Giang đến ngày hôm nay thì mới nhận lời. Vậy thì bao nhiêu bạn khán giả thường quay yêu thích sự có mặt của Hương Giang ở đây vỗ tay và sáng đèn đi ạ. Đó, cảm ơn mọi người đã lịch sự. Vậy thì bây giờ cho anh hỏi nè, ở cái vai trò của em bây giờ là một nhà sản xuất rồi, vừa rồi em cũng có một cái sản phẩm mới đó là Hot Hòn Hòt, cũng rất là Hot Hòn Hòt luôn, với một cái áp lực là mình ra những cái sản phẩm hot liên tục. Vậy thì mỗi một lần ra sản phẩm vậy em có bị áp lực và có bị là bắt buộc phải thành công không? Thực sự thì Giang nghĩ rằng là thực ra nếu như chúng ta đang làm một cái gì đấy tốt hoặc một cái điều gì đấy tốt đẹp mà đang diễn ra một cái cách liên tục thì chắc chắn mình cũng sẽ có một câu hỏi là không biết là nó sẽ liên tục đến bao giờ? Không lẽ là một người có thể làm cái gì cũng thành công mãi hay sao? Tự khắc sẽ có những lúc chúng ta có suy nghĩ như vậy. Còn cái chuyện nó thành công thì rất là mừng. Còn nếu không được thì mình đã chuẩn bị một cái tinh thần rồi. Đó là không sao cả. Mình sẽ không có ai mà có thể thành công mãi được cả. Sẽ có lúc thế này, có lúc thế kia, có lúc lên, có lúc xuống. Nhưng mà mình chấp nhận được cái lúc xuống đấy để mà mình quay trở lại và mình tiếp tục, mình giữ cái đam mê của mình. Thì đấy là cái quan trọng nhất. Dạo gần đây thì anh thấy em có làm một cái hoạt động đó nữa là em có những cái phiên live hàng tỷ đồng. Vậy thì em nghĩ sao khi mà mọi người đang có cái định kiến về nghề livestream trong khi em là một ngôi sao mà bây giờ lại livestream bán hàng? Thực ra thì em có 3 lý do rất là rõ ràng để mà em quyết định livestream. Đầu tiên là bởi vì em đang tổ chức một chương trình có tên là The Shopper Channel, ngôi sao chốt đơn. Chính vì vậy khi mà mình tổ chức thì mình cần phải hiểu. Và khi mà mình ngồi ở vị trí giám khảo thì mình cần phải trải nghiệm để mình hiểu, mình nhận xét cũng như là mình làm cho người ta nể phục. Lý do thứ hai thì em luôn luôn nói là thực ra còn thời thì mới like được. Tại vì sao? Mình phải còn thời để mình có sức ảnh hưởng với nhãn hàng thì mình mới xin được những cái deal tốt. Mình mới xin được cùng một cái mặt hàng mọi người có thể mua rất là mắc. Nhưng thông qua phiên like của Giang họ sẽ là giảm được 50% hoặc là 60% và tặng đến rất là nhiều quà. Thì điều đấy làm cho em cảm thấy là xin những cái deal tốt để tri ân cho những cái khán giả hoặc là cái tệp khách hàng, những người mà đã ủng hộ em trong cả những cái lĩnh vực khác nữa. Vậy thì tại sao mình không dùng cái sự ảnh hưởng đấy để mà mình làm? Và cuối cùng điều thứ ba ấy, đó chính là phải nhìn cái thói quen cũng như là cái phân tích cái xu hướng của nhãn hàng thời điểm này. Ngày nay họ dành rất nhiều budget cho e-commerce. Và nếu như mình tham gia vào cái ngành này sớm thì chắc chắn là mình là một trong những đối tượng mà họ sẽ nhắm tới trong cái việc họ booking hay là họ làm việc với ngôi sao. Thay vì nếu như em chỉ là một ngôi sao thì họ chỉ có thể book em quảng cáo. Nhưng bây giờ họ book em, họ vừa có quảng cáo này, họ vừa có branding này, họ vừa có những phiên live để ra số này, mà họ lại còn có được cái hệ sinh thái đằng sau lưng em, đó là các chương trình truyền hình thực tế của em nữa. Vậy thì em đang làm gì? Em đang làm được những cái điều mà thu hút cái thói quen của nhãn hàng trong thời buổi hiện nay. Với 3 cái lý do đấy thì em tin chắc rằng là
mình vẫn sẽ là một ngôi sao dù cho mình bán hàng online. Thấy Hương Giang là luôn luôn biến đổi và tham gia vào rất nhiều những lĩnh vực khác nhau. Vậy thì bây giờ cái phương pháp tư duy của Giang là cái gì khi mà biết là một cái lĩnh vực nào đó mình mới mình bước vô có phù hợp với mình hay không? Và nếu mà mình quyết tâm là mình sẽ bước vô một lĩnh vực nào đó thì cái cách nghiên cứu của Hương Giang sẽ là như thế nào để mình có thể làm được nó một cách tốt nhất? Thực ra Hương Giang của ngày trước thì là một ngôi sao kiểu khác, và Hương Giang bây giờ là một ngôi sao kiểu khác. Hương Giang của ngày trước thì sẽ không thân thiện bằng bây giờ. Có nghĩa là lúc đấy thì em lựa chọn cho mình một con đường là em muốn khẳng định là em là một ngôi sao khó tiếp cận. Có nghĩa là em sẽ không đi ra ngoài ăn tối, em sẽ không tham gia cái này, em sẽ không tham gia cái kia, em sẽ nhất định em không làm cái này, em sẽ nhất định em không làm cái kia. Bởi vì ở thời điểm đấy nó có ích cho cái vai trò của em, và nó sẽ giúp cho em cảm thấy rằng là rất là khó để mà có thể mời được Hương Giang. Và điều đấy nó làm cho em cảm giác em ngôi sao hơn. Thì đấy là Hương Giang của 4 năm trước, trước khi mà đại dịch Covid diễn ra. Nhưng sau khi đại dịch Covid diễn ra thì em lại trở thành một ngôi sao kiểu khác. Có nghĩa rằng là cô này cô có thể xuất hiện ở tất cả mọi nơi. Và một ngôi sao bây giờ là cũng rất là gần gũi. Cái gì các bạn làm được thì ngôi sao cũng sẽ làm. Cái gì các bạn ăn, ngôi sao cũng sẽ ăn. Cái gì các bạn mặc, ngôi sao cũng có thể mặc. Có nghĩa là em chỉ cảm thấy rằng là mình cứ làm tất cả mọi thứ mà mình thích, vui vẻ, chan hòa với tất cả mọi người, và mình trở nên gần gắn kết với nhau nhiều hơn. Tại khi có một chuyện gì đấy xảy ra thì với toàn thế giới này, người giàu hay người nghèo, người nổi tiếng hay người bình thường, tất cả chúng ta đều như nhau, thì không có khoảng cách gì cả. Thì em cảm thấy rằng là em giống như tất cả mọi người, em không có gì đặc biệt hơn. Thì cho nên là từ đó em trở thành một cái người mà như bây giờ tham gia và làm tất cả mọi thứ. Nhưng mà tất nhiên có những sự tính toán, ví dụ như chuyện lúc nãy em nói, trước khi em làm một việc gì, em sẽ có những cái gạch đầu dòng để xem là tại sao mình được quyết định như vậy. Vậy thì khán giả luôn thấy là Hương Giang là một ngôi sao với năng lượng rất là tích cực và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Vậy thì cái lúc mà Hương Giang gặp thất bại thì Hương Giang đối diện với nó như thế nào để có thể vượt qua được nó? Thực ra với những cái chuyện em trải qua thì nó sẽ đặc biệt hơn chuyện các bạn trải qua một chút. Đó là có thể những cái chuyện mà Giang trải qua thì rất nhiều người biết và rất nhiều người chứng kiến. Và cái sự áp lực, cái sự tấn công thời điểm đấy thì nó là vô vàn phía. Và tất cả mọi người đều nhìn thấy và đều đặt ra một câu hỏi là Hương Giang vượt qua nó như thế nào? Thì thực ra Giang chỉ muốn nói rằng là Giang chưa nghĩ gì đến chuyện vượt qua. Giang chỉ nghĩ rằng là sau khi một cái thất bại xảy ra thì bản thân mình nhận thấy được cái điều gì, cái thiếu sót gì. Có nghĩa là mọi thứ ấy, nó phải bắt đầu từ mình trước. Nếu như chuyện đấy nó xảy ra xong mà mình nghĩ rằng là mình vẫn đi tìm là tại sao nó lại xảy ra ấy, tại sao mọi người lại làm như thế với mình ấy, thì em nghĩ rằng là mình không bao giờ mình có thể vượt qua được. Nhưng mà cái đầu tiên em chỉ suy nghĩ là một chuyện đấy nó xảy ra thì mình cần phải thay đổi như thế nào. Và từ đấy em sẽ bám vào cái điều đấy để em trở thành một cái người tốt hơn trong tương lai. Và đến một ngày thì tự mọi người nhìn thấy và trở nên vui vẻ hơn, nhẹ nhàng hơn và yêu quý em hơn. Ok, nãy giờ là thư giãn không khí tí xíu. Thì đúng phòng bá chương trình sẽ là bây giờ lúc mình sẽ đến với VT của nhân vật, là một đoạn clip ngắn mà nhân vật sẽ giới thiệu về bản thân cũng như câu chuyện của mình. Bây giờ xin mời Hương Giang và tất cả quý vị khán giả cùng xem VT của nhân vật nhé. Hãy gọi tôi là Alice, A-L-I-C-E, chứ không còn là Alice Dương như mọi người vẫn hay gọi nữa. Dù là Alice hay là Alice thì đó là cái tên mà tôi chọn, là con đường mà tôi đi. Suốt chu kỳ 9 năm vừa qua thì đó là những gì mà tôi có thể nói về đam mê của mình. Tôi nghĩ bản thân mình có thể đủ sức mạnh, đủ kiên trì và đủ khả năng để có thể trở thành một nghệ sĩ biểu diễn. Giá như tôi có thể mạnh mẽ nói ra được những điều đó, những điều mà tôi suy nghĩ và những thứ mà tôi có thể làm. Từ một chàng trai mà bị đánh rớt hết tất cả những cuộc thi âm nhạc ngay từ những vòng ngoài, và phải quỳ xuống sân khấu để có thể xin ban giám khảo một cơ hội để có thể đi tiếp, cho đến top 5 của The Voice 2018 và quán quân của một chương trình tìm kiếm nhóm nhạc nam Vocal Fire 2022. Tôi cứ nghĩ đó là hào quang của mình rồi, nhưng mà thực sự đó là của Alex chứ không phải là của Alice. Tôi mất nhiều thời gian để tìm kiếm bản thân mình, cho đến khi tìm được mình rồi thì lại đánh mất con đường mà mình đang đi. Và tôi lại tiếp tục loay hoay với chính con đường của mình hiện tại. Dẫu biết rằng hạt giống tốt cần được nuôi dưỡng và gieo trồng bởi thổ nhưỡng tốt, nhưng mà liệu rằng
tôi có phải là hạt giống tốt ấy hay không? Hay là vẫn chưa tìm được thổ nhưỡng để mà tôi có thể gieo trồng hạt giống của mình? Tôi tự đặt câu hỏi cho mình là liệu những sự cố gắng của mình có vô nghĩa không? Trước khi được gặp trực tiếp nhân vật để hỏi thêm thì Giang đang cảm thấy như thế nào về câu chuyện của bạn này? Đầu tiên là Giang phải nói rằng là mặc dù Giang tổ chức rất nhiều mùa Miss International Queen nhưng mà chưa bao giờ thấy bạn ngoài đời hết. Và ngày hôm nay thấy thì đầu tiên là phải nói là bạn rất xinh đúng không ạ? Thứ hai nữa là cái giọng của bạn rất là hay. Và bạn đã từng lọt top những cái cuộc thi âm nhạc uy tín thì Giang tin chắc là bạn hát cũng rất là hay. Thì đầu tiên là phải nhìn thấy là điều đấy trước đã. Thì với một người mà có nhiều tiềm năng như vậy thì họ đang loay hoay cái gì? Thì bản thân em cũng chưa thể trả lời được ngay. Em nghĩ là mình có thể gặp bạn để mình hỏi bạn thì nó sẽ rõ hơn. Ok, vậy thì xin mời nhân vật sẽ xuất hiện tại đây cùng Tiến và Hương Giang nhé. Ok, mời em ngồi. Đánh đầu tiên xin chào Alice, gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay cũng như là quý vị đang xem đài trong chương trình Trò chuyện với tương lai. Em chào anh chị Tiến cũng như là chị Hương Giang. Oh my god, em không nghĩ là mọi thứ nó thật đến như vậy. Bởi vì tiết lộ một xíu câu chuyện cá nhân của em là khi mà em được lời mời từ chương trình thì tự nhiên trực giác của em nói là mình sẽ được gặp chị Giang và anh Tiến. Và ngày hôm nay thì trước đó thì em không có biết bất cứ điều gì về kịch bản hay là khách mời là ai cả. Nhưng em cứ go with the flow thôi. Và cái flow này em dẫn đến ngày hôm nay thì em thật sự rất là biết ơn ạ. Vậy thì với cái VT em chia sẻ nội dung hồi nãy cũng tương đối ngắn gọn thôi. Thì anh với chị cũng cảm nhận được sơ sơ rồi. Nhưng mà như Giang nói là sẽ cần thêm một cái thông tin, bởi vì không biết là em đang loay hoay vì điều gì. Em có thể chia sẻ cụ thể thêm một tí xíu không? Dạ vâng ạ. Trước đây em đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi và cũng trải qua rất nhiều cái công ty giải trí khác nhau. Có những cái thành tựu em đạt được và em rất là tự hào về bản thân mình ngay thời điểm đó là top 5 The Voice 2018, hôm chung kết có chị Giang tham dự ở dưới nữa, và quán quân của một chương trình tìm kiếm nhóm nhạc nam 2022, chương trình Top 5. Em được vào trong công ty WePro Entertainment để mà có thể training vào trong một cái nhóm nhạc nam. Và trước đó nữa thì em cũng đã từng tham gia vào công ty của Hàn Quốc về Việt Nam. Thì em là cái lứa học thực tập sinh đầu tiên trong công ty RPW, nhóm nhạc của Mamamoo, đầu quân vào đấy. Và có những cái cuộc thi cái mốc nhỏ nữa em cũng tham gia. Và ngay từ nhỏ em cũng đã được mẹ cho tham gia nhiều thứ gì và cũng có những chương trình nhỏ nhỏ. Hiện tại thì em cũng đã có những thành tích mà mình cũng rất là tự hào. Nhưng mà đến một thời điểm hiện tại thì như mọi người thấy là những ai có thể quan tâm em trong giai đoạn trước và giai đoạn hiện tại thì có thể có một sự so sánh và thấy rõ ràng là hình hài cũng như là mọi thứ của em đã thay đổi rất là nhiều rồi. Em cũng không nghĩ là nó thay đổi sớm đến mức độ như vậy. Nhưng mà tự nhiên mọi thứ nó đến và em cứ đón nhận thôi. Và hiện tại thì em thực sự rất là hạnh phúc với những cái lựa chọn của mình hiện tại. Vậy thì vấn đề của em hiện tại là gì? Có phải là như em chia sẻ, khi mà em tìm thấy chính bản thân mình thì vô tình lại khiến cho em lạc mất cái con đường 9 năm trước đó em đã từng cố gắng không? Bản thân mình luôn đặt câu hỏi là liệu là suốt 9 năm qua những cái cố gắng của em có thực sự là vô nghĩa hay không? Cái hôm mà em được nhận cái hợp đồng để mà chính thức bước vào công ty giải trí của WePro Entertainment là chính là cái hôm mà em khóc nhiều nhất. Em nhớ hoài cái buổi tối hôm đó là em đi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ. Em tự thưởng cho mình một ly trà sữa không đường cũng như là đeo một chiếc tai nghe để mà có thể đi vòng vòng để nghe nhạc và suy nghĩ và quan sát lại chính bản thân mình. Em khóc rất nhiều. Cái cảm giác nó giống như là kiểu mình sắp chia tay một người mà mình và người ấy vẫn còn yêu nhau á. Cái cảm giác nó rất là khó xử, bởi vì một là mình sẽ là mình, hai là mình sẽ ém mình lại và đi theo cái khuôn khổ. Và đó là cái ước mơ mà trước đây 9 năm vừa qua em đã cố gắng gây dựng nên. Trong cái khả năng của em vốn có. Thì em đứng giữa là bây giờ mình làm gì đây, mình chọn gì đây, mình chọn mình hay là mình chọn ước mơ của mình. Wow. Hôm đó em khóc rất nhiều. Và may là trà sữa cứu em lại. Và cuối cùng là em đã chọn đi theo ước mơ của mình.
suốt 9 năm vừa qua em đã nỗ lực rất nhiều rồi. Em nghĩ cái chặng đường đó em đã cố gắng tham gia những cuộc thi và cuối cùng em gặp được kết quả là quán quân của cuộc thi lớn trong phạm vi mà cả nước. Thì em cảm thấy đó rất là tự hào. Em dựa vào đó để mà có thể là ok, bây giờ mình có thể tạm khoan mình làm mình đi đã. Mình cứ ém mình lại một tí, mình khóa mình lại trong một cái căn phòng và mình đi theo cái ước mơ cũng như là cái hoài bão của mình. Nhưng mà rồi câu chuyện nó không có được suôn sẻ. Tụi em có một khoảng thời gian tập luyện cùng nhau. Thì ngay cái chương trình đó em tham gia thì em đã bị tách bạch ra hết tất cả mọi thí sinh khác rồi. Đến mức mà rất nhiều bạn nam trong đó rất là ghét em. Nhưng mà em không thể giải thích cho mọi người được là tôi không có giống mọi người. Tôi không có thể là hey yo bro hay là kiểu WhatsApp này nào được như mọi người. Em tách mình ra thì vô tình mọi người lại thấy em là một kiểu chưa gì là đã là ngôi sao rồi đó. Và em không có care với người này đấy. Mà em tiếp tục cái hành trình của mình. Thì trong suốt quá trình thi thì đến cái tập thứ 2 thì em đã bắt đầu tiêu hormone lại. Em mới nói với cái bạn thi cùng em á là thôi chị, tại vì em có xưng chị, tại vì bạn ấy cũng biết em như thế nào. Nói là chắc chị dừng ở đây quá, tại vì chị thấy nó không phù hợp với chị. Cái bạn ấy cũng động viên em là cố lên, tại vì kiểu chị cũng có thể cố được á. Và khi đó thì em cố hoàn thành cái phần thi của mình và em đạt top 2 trong cái vòng đấy. Và cuối cùng là nó cứ dẫn lối để em có thể dấn sâu vào cuộc thi ngày càng hơn. Và những cái vị trí mà em đạt được trong cuộc thi đó cũng là cái minh chứng để em có thể tin vào bản thân mình một lần nữa là I can do it. Em có thể làm được. Em tin là em có thể làm được. Và nói cho em một cái kết quả là em là quán quân top 1 và được nhận rất nhiều sự khen. Tại vì cái chương trình đó là được mọi người voting online. Và em cảm thấy là mình cũng được yêu mến nè, mình cũng có tài năng nè. Ok, bây giờ mình vẫn cứ tiếp tục, mình không cần phải là thiếu hormone nữa. Và chị, nếu mà chị Giang cũng hiểu về thiếu hormone thì nó rất là rối loạn về mặt tâm sinh lý cũng như cơ thể mình rất là nhiều. Thì trong quá trình đó em cứ tiêm, rồi thôi. Rồi cứ tiêm, rồi uống, rồi lại ngưng. Bởi vì em cứ hoang mang là không biết mình có đang đi đúng không? Và không biết mình có làm sai điều gì đối với bản thân mình hay không? Nhưng mà em cảm thấy rất là hạnh phúc trong cái quá trình đó. Bởi vì có những cái sự mâu thuẫn, đấu đá nhau trong tâm trí em như vậy thì nó tạo nên một cái sức đề kháng để mà có thể bật lại những cái khó khăn mà em đang đối diện. Đó là cái thành tích mà em tự hào nhất để em có thể kể lại cho mọi người nghe ngày hôm nay ạ. Tại sao sau khi mà em đã thành top 1, đúng không, với cái hình hài và cái sự cố gắng của cái thời gian đó, thì em vẫn đưa ra một cái quyết định là em sẽ trở thành Alice như bây giờ? Sau khi em có một cái bước ngoặt như vậy thì em nghĩ là bản thân mình dành thời gian ra nói chuyện với bản thân mình trước gương rất là nhiều. Suốt khoảng thời gian mà em ở trong nhà chung để mà có thể tập vừa training cũng như là tập luyện với các bạn trong nhóm thì em luôn nhìn vào cái gương mà khi mà mọi người tập nhảy á, mình có thực sự hạnh phúc nếu mà sau này mình nổi tiếng không trong cái hình hài này. Cái câu hỏi đó mới đầu là le lói, sau đó nó lớn hơn, rồi sau đó nó khiến mình cảm thấy oh my god, mình đang làm gì vậy? Càng ngày thời gian nó càng tới và cái khoảng thời gian debut nó càng ngày càng gần rồi. Nhưng rồi có những cái tác động từ nhiều phía, em nghĩ cũng là tín hiệu vũ trụ là tụi em phải tạm ngừng cái hành trình đó. Khi đó em nghĩ là một trong những cái lý do mà khiến em có cái chất xúc tác để mà có thể thay đổi một cách mạnh mẽ như vậy từ ý chí của em. Để nói về cái điều đó thì đó em cũng hơi bị mâu thuẫn, bởi vì em cũng thực sự đến giờ em cũng không biết là nếu mà không có sự kiện dừng ở đấy ra thì em có được như bây giờ hay không. Nếu mà em vẫn đi tiếp với hành trình hình hài của Alex thì liệu là Alex có đang hạnh phúc như bây giờ hay không, thì có là một câu hỏi mà em luôn đặt ra cho đến tận bây giờ. Nhưng mà hiện tại thì em có thể trả lời được là tôi rất hạnh phúc nha mọi người ơi. Thực ra mình hiểu được cái tâm lý này. Đầu tiên chị phải nói là cái hình hài bây giờ á, nó rất là hợp với em. Nhìn rất là giống một cô búp bê. Nếu mà gần này thấy bạn rất là cô búp bê. Từ tay chân này đến làn da, nành mắt này, chiếc mũi vỉnh vảnh, cái môi xinh xinh. Có nghĩa là nó rất là hợp. Và em cũng rất là biết nên để cái tóc như thế nào, quần áo như thế nào. Chị thấy là nó một thứ là siêu hợp với em. Chị nghĩ là em cũng không nên quá băn khoăn với cái việc là nếu như lúc đấy cái sự kiện đấy nó không xảy ra thì em có
mạnh đủ mạnh mẽ để mà em trở thành cái phiên bản ngày hôm nay không? Thì thực ra cuộc sống của ai cũng vậy thôi, phải có một cái sự kiện gì đấy tác động, và cái sự kiện đấy nó sẽ là làm cho mình có cái động lực để mình trở thành cái phiên bản mới của mình. Thì chính là em cũng không cần phải quá còn lăn tăn về cái chuyện đấy nữa, nhưng mà mình phải hiểu rằng là trong suốt cái quá trình đấy mình cũng đã có những cái sự suy nghĩ về nó rồi, thì khi mà có thêm cái sự kiện xảy ra thì mình mới có là mình ngày hôm nay. Cho nên là chị hiểu, em đang nghĩ là chắc là lúc đấy do em không thể debut được vào bước đường cùng rồi, cho nên là lúc đấy em mới chẳng còn cách nào khác, em buộc lòng em phải trở thành cái phiên bản ngày hôm nay. Nhưng chị nghĩ là không phải đâu, nó là chính em từ rất lâu rồi, và đấy nó chỉ là thêm một cái sự kiện nữa để nó thúc đẩy em làm cái việc đấy nhanh hơn thôi. Cho nên là hãy thư thả lòng bản thân mình và đừng quá cái suy nghĩ về cái động cơ khiến cho em trở thành như là xinh đẹp như ngày hôm nay. Anh thì anh cũng nghĩ như Giang, có nghĩa là khi mà trong lòng em cứ liên tục đặt ra câu hỏi này rồi á, thì không phải sự kiện này thì cũng sẽ là sự kiện khác thôi. Thì cái câu hỏi mà em mang tới đây cho hai anh chị là câu hỏi gì tiếp theo nè? Nhưng mà em thấy là tuy là hạnh phúc thiệt, nhưng mà em cũng thấy là 9 năm vừa rồi nó vô nghĩa. Liệu là em không biết là nó có thực sự là những cái giá trị mà mình muốn hướng đến hay cho không? Cho anh hỏi nè, khi mà em cố gắng, em đi học, em trau dồi, em đi thi và em có thành tựu, vậy thì 9 năm đó em vui không cái này? Em vui ạ. Vậy thì được rồi. Nhưng mà cái niềm vui nó không có được kéo dài, bởi vì cái sự bung tỏa của em trong cái thời điểm đó với cái hình hài đó nó không có được hết mình, mà mọi thứ em cứ phải gồng lên là cứ như thế này. Mà ngày làm nghệ thuật thì mình cũng phải relax và enjoy với nó và mình play với nó. Vậy thì giờ mình tách ra hai cái nè. Cái con đường ca hát đó, cái niềm đam mê nghệ thuật của em á, thì trong 9 năm đó em đã vui với cái niềm đam mê ca hát của em rồi. Còn hiện tại em đang vui với chính con người của em đúng không? Dạ. Vậy thì cái câu hỏi tiếp theo em cần phải trả lời đó là làm thế nào để trong thời gian tiếp theo em vừa hạnh phúc với con người của em mà em cũng vừa vui vẻ với con đường sự nghiệp của em đúng không? Rồi, vậy thì mình giải quyết vậy thôi. Mình không cần phải lăn tăn về 9 năm trước đó nữa. Tại sao mình cứ để một cái ám ảnh và một cái lăn tăn về 9 năm trước đó để mà nó đè nặng lên người mình lúc này? Cái vấn đề em cần giải quyết là hiện tại và tương lai, làm sao để em có thể tiếp tục và vui vẻ với cả con người và sự nghiệp của mình. Thực ra thì chị nghĩ là 9 năm đấy ít nhất là em đã được hát so với rất nhiều bạn học trường nghệ thuật này. Yeah. Thì em cũng đã được trải nghiệm các cuộc thi lớn, em thậm chí đã có những thành tựu. Đấy đã là những cái giá trị rất là tốt rồi. Có những bạn, các bạn ấy cũng học và đam mê ca hát dã man, nhưng mà các bạn ấy đi cắt, cứ casting là rớt. Các bạn ấy còn chưa bao giờ vào được đến top mấy chục cơ, chứ đừng nói là top 5. Cho nên thực ra chị nghĩ là không có cái gì là phí cả. 9 năm đấy nó mới làm cho em trở thành cái phiên bản tốt hơn trong 9 năm tới nữa, và thậm chí là trong 18 năm tới, hay là 27 năm tới, hay là nhiều cái 9 năm tiếp theo nữa. Cho nên là với chị, đừng ghét bỏ quá khứ của mình, và cũng đừng bao giờ hỏi là 9 năm đấy có phí phạm hay không. Tại sao tôi không trở thành Alice sớm hơn? Với mỗi thứ nó sẽ đến khi mà nó đúng lúc, đúng thời điểm. Chị nghĩ là như vậy. Thực ra là em có xem một số tập về của chương trình mình trước đây rồi, thì anh Tiến có nói cái câu là những giải thưởng đấy em mới coi như đó là một cái phiếu bé ngoan của em. Thì em cứ nghĩ là cái phiếu bé ngoan thì em sẽ không áp lực về nó nữa. Chị Giang, em nghĩ là chị cũng đã có một cái phiếu bé ngoan rất là lớn, đó chính là một hoa hậu của quốc tế trong thời gian vừa qua. Thì bản thân em cũng có rất nhiều phiếu bé ngoan, nhưng mà chị Giang thành công mà em vẫn chưa. Và liệu thì em có ngoan không ạ? Và liệu thì em có cần phải bổ sung điều gì để mà có thể được khán giả yêu thương cũng như là đón nhận em trong cái hình hài này không ạ? Cho anh hỏi là năm nay em nhiêu tuổi rồi ta? Dạ, em 28 tuổi. 28 tuổi. Là 95 à? 96 à? 28 tuổi, năm nay anh 35 tuổi. Và anh Tốn cũng 8 năm mới bắt đầu được mọi người nhận biết và yêu thương như vậy. Vậy thì nếu như em xem Alice là một hình hài mới của em và một cuộc đời mới của em, niềm yêu nghệ thuật của em có đủ lớn để em cố gắng thêm 8 năm nữa? Dạ, chắc chắn là có. Nhưng mà cái vân khoăn của em là Alex thì em có thể được hát cái giọng của bản thân mình nó một cách raw nhất và nó là mình nhất. Nhưng mà thực ra cái giọng nó khi mà em hát với hình hài này thì nó lại không có sự tương đồng. Anh hiểu. Và khiến cho cái bản thân em thì đang trong quá trình loay hoay là mình đang tìm cái voice nào hợp với mình nhất. Thì em nghĩ là nó là một bài toán rất là khó với em trong giai đoạn này. Nên là em cũng không biết là
nếu mà mình tiếp tục cái hành trình này với cái nhà hiện tại thì mình đã hạnh phúc với mình rồi, thì mình có thực sự là phù hợp với lại công việc này nữa hay không? Anh nghĩ mình nên ngừng đặt câu hỏi về cái việc là với hình hài hiện tại đi, bởi vì nó không còn thay đổi được nữa rồi, đúng không? Có nghĩa là mình đã lựa chọn như thế này và mình sống với cuộc sống hiện tại của mình rồi, thì mình sẽ không có lăn tăn cái việc là hình hài hiện tại hay không nữa, mà vấn đề là sắp tới mình sẽ phát triển với nó như thế nào thôi, chứ mình đâu thể trở lại hình hài cũ nữa, và mình cũng không muốn điều đó. Cho chị hỏi này, tức là cái này em trả lời chia sẻ thật nhất, tại vì em nói là em đang so sánh là chị cũng có cái phiếu bé ngoan của chị và chị cũng thành công, nhưng mà thực sự thì chị không phải chỉ thành công riêng với một vai trò là ca sĩ, mà chị thành công với rất nhiều các cái vai trò khác nhau, và mọi cái đấy nó cộng hưởng để nó làm nên Hương Giang ngày hôm nay. Thế nhưng cho chị hỏi là em đi đang đi cái mục đích lớn nhất của em là gì? Em chỉ cần nổi tiếng thôi, và với cái sự nổi tiếng đấy em sẽ có được một cái khán giả nhất định của mình, với cái tệp khán giả đấy em sẽ có những sản phẩm nhạc của em, hay là em nhất định phải là một ca sĩ Alice thành công ở trên sân khấu? Dạ. Thì em phải trả lời được cái này trước đã. Dạ. Dạ thì em nghĩ là suốt chu kỳ 9 năm vừa qua thì em đã theo một cái mục tiêu duy nhất, đó chính là con đường ca hát của mình thôi. Mặc dù thì em nghĩ là bản thân mình có thể soi vào cái thế giới của người mẫu, hoặc là làm mẫu ảnh, hoặc là làm MC, em cũng có đi học, nhưng mà em cảm thấy mình không có được bung tỏa, cũng như là mình được là mình trong cái môi trường đấy, hoặc là em cũng chưa có cơ hội để mà có thể gieo cái hạt mầm của mình đúng cái thổ nhưỡng mà mình có thể phát triển và phù hợp. Nên là em cứ mãi tập trung vào một cái lĩnh vực đó chính là ca hát thôi, và nó kéo dài đến tận bây giờ. Thì chị Giang nói như vậy thì em được khai sáng hơn, và bản thân em cũng thì ra là em cũng không có tự tin là mình có thể làm gì khác ngoài ca hát rồi. Vậy thì bây giờ coi như là em vừa trả lời chị là em sẽ lựa chọn con đường là muốn trở thành ca sĩ Alice thành công, đúng không? Rồi khi em lựa chọn rồi thì bây giờ em sẽ bắt đầu hỏi, đặt ra những câu hỏi cho bản thân mình tiếp. Nó có khả thi bao nhiêu phần trăm? Em hiểu không? Nghĩa là chị đang hướng dẫn cho em để giống như là để em tìm được con đường, bởi vì em đang hoang mang là sắp tới cái tên Alice phải làm sao để thành công giống như Hương Giang, cái tên Alice phải làm sao để trở nên nổi tiếng hơn mà. Thì bây giờ coi như em chọn rồi này, thì bây giờ em tự bình tĩnh em ngẫm lại là với cái giọng, với khuôn mặt này, nếu em hát như thế kia, em có bao nhiêu phần trăm em có thể trở thành một ca sĩ thành công, truyền tải bài hát, và các thể loại ca hát của em sẽ là như thế nào? Em sẽ là lên sân khấu biểu diễn, nhảy múa, hay là sẽ hát ballad hay như thế nào? Có nghĩa là tất cả những cái câu hỏi đấy nó sẽ giúp cho em trả lời là cái con đường này em đang chọn bao nhiêu phần trăm là thành công, bao nhiêu phần trăm là cản trở. Thì sau khi em trả lời được rồi thì mình mới có thể đi tiếp được. Em hiểu ý của chị Giang, nhưng mà bản thân em cũng chưa có được khai phá hết những cái khả năng mà mình đang có thể có và có thể làm được hiện tại. Nên là nếu mà trả lời liền câu hỏi của chị Giang ban nãy thì em có thể nói là em rất là muốn định hình bản thân mình. Em biết chắc chắn là em không thể nào hát ballad được hay như là Alex được, nên là em rất là mong muốn mình trở thành một nghệ sĩ biểu diễn, bởi vì em có khả năng là vũ đạo cũng như là trình diễn. Dạ, nên là em nghĩ là mình có thể trở thành nghệ sĩ biểu diễn. Vậy là em lại trả lời cho chị tiếp là em muốn trở thành nghệ sĩ biểu diễn, đúng không? Dạ. Rồi, vậy thì để trở thành một nghệ sĩ biểu diễn thành công thì nó sẽ lại tiếp tục, nó lại đòi hỏi những cái gì nữa? Vậy thì bây giờ trong hình hài này là em phải phân tích rõ ràng ra là cái đối tượng, cái đối thủ và các cái người mà sẽ giống em trên thị trường sẽ là những ai, đúng không? Ví dụ nghệ sĩ, ca sĩ nữ mà biểu diễn ở trên nữa thì có rất nhiều các anh chị đi trước. Chị nói ví dụ như là chị Tóc Tiên này, hay chị Đông Nhi này, các bạn trẻ hơn thì có thể là sẽ là những cái ca sĩ thiên về biểu diễn nhảy múa này. Tức là em phải đưa ra được những cái câu hỏi là những cái người đang thành công với cái vai trò nghệ sĩ biểu diễn đấy là những cái tên nào, và mình có cái gì có thể bằng hoặc hơn họ, cái gì mà họ có mình chăng chưa có. Thì mình bắt đầu từng cái phân tích của em ấy, nó sẽ giúp cho em càng ngày em càng vẽ ra được cái con đường tương lai của em nó rõ ràng nhất có thể. Và khi mà em cứ đi ngoài, em càng trả lời em càng thấy nó mù mịt chẳng hạn, thì nó sẽ giúp cho em chuyển hướng nhanh hơn, nó sẽ đỡ mất thời gian. Còn nếu như em thấy rằng là cái này người này có, mình có này, mình làm được này, ô cái này mình còn hơn người ta nữa chứ, thì lúc đấy em sẽ tập trung vào cái đấy. Đấy là cái cách để cho tất cả các bạn trẻ mình tư duy để làm sao mình đỡ tốn thời gian khi mà mình đang theo đuổi một cái ước mơ gì đấy của mình trong tương lai. Nhưng mà để mà nói về cái góc quan sát cơ, cái trò của em thì em thấy là thị trường âm nhạc Việt Nam bây giờ nó đã khác hơn so với lại hồi trước rất là nhiều rồi, và
thế hệ Gen Z ngày càng giỏi và mọi người càng có thể sáng tác được và tự biểu diễn được luôn và tự làm nhạc cho mình luôn. Thì bản thân em vẫn đang còn thiếu những cái khả năng như là biết, tự viết nhạc cho mình, nhưng mà em đang học và em cũng có thể phát triển được điều đó trong tương lai. Nhưng mà bên cạnh đó thì em nghĩ là cái chu kỳ, em nhắc lại cái chu kỳ cũ, thì với cái này đó thì em có thể tiếp cận được những công ty giải trí để mà có thể họ nhìn thấy tài năng của em và họ có thể đầu tư được cho em. Bởi vì như chị Giang cũng biết là làm showbiz thì nó cần rất là nhiều tiền. Ngay cả một sản phẩm cover cũng là cần rất là nhiều tiền. Và bản thân em thì không có xuất thân từ một gia đình quá giàu có. Nhưng mà để mà ra mắt cũng như là để mà đầu tư một sản phẩm chỉnh chu để mà gửi đến khán giả thì nó cần đầu tư rất là nhiều tiền, ngoài tiền sản phẩm ra còn việc tiền PR, marketing, hình ảnh nữa. Chia sẻ với chị một tí là từ khi mà em chuyển đổi như thế này thì em rất là ước mơ là Việt Nam mình đã có boy band rồi, đã có girl group rồi. Nhưng mà biết đâu trong tương lai có một cái nhóm nhạc nữ mà toàn là người chuyển giới thì sao? Lúc đầu á thì, nhưng mà sorry, em có thể hát một câu gì đấy với một cái giọng đúng rồi. Cái chính nghĩ là em phải hát thì bọn chị mới có thể trò chuyện tiếp được, thì mà chị mới hiểu để mà nói chuyện tiếp với em được á. Còn tại vì nãy giờ đều là những cái bọn chị tưởng tượng. Đúng rồi. Và đều là những cái em PR thôi. Nhưng mà ví dụ bây giờ hình ảnh như thế này, em phải hát để cho bọn chị và anh Tiến thấy rằng là à, em sẽ hát ra bằng một cái giọng như thế đấy thì bọn chị mới có thể nói chuyện tiếp với em được. Dạ. Yeah. Tự ti đến mức độ như vậy đâu. Nếu mà Alex thì em có thể hát lại được liền, nhưng mà không biết sao tự nhiên em không nghĩ là em có thể hát trên sóng truyền hình. Chị hiểu, chị hiểu cái khó. Ok, em sẽ hát cho mọi người nghe một cái khúc của một người chị của em sáng tác. Em đã biết thương anh hơn cả tình yêu, ôm cả những vết vương đau thương của anh vào trong lòng. Cứ thế niềm vui san sẻ, nỗi buồn chia đôi. Anh ơi cứ đứng đó, anh sẽ cho anh thêm thời gian. Thương yêu quá khứ để xa xa được bình yên bên hiện tại bên em. Hãy nói còn thương. Chị nghĩ là em là một người rất thông minh. Thông minh tức là như này này, em có một cái tố chất, đó là cái tố chất mà linh hoạt để giải quyết cái hạn chế của mình ấy. Tức là ví dụ khi em chọn hình ảnh này thì đầu tiên là em không đồng ý là em sẽ hát giọng cũ. Và em đang pha giọng rất là nhiều để em có thể phát ra một cái âm thanh nó phù hợp với cái hình hài mà em đang có. Và khi mà em phát ra âm thanh đấy thì một bài hát nó sẽ có những đoạn trầm và một đoạn cao. Thì em lại biết linh hoạt, em biến hóa những đoạn cao là em sẽ xử lý nó như kiểu giọng gió. Đấy là một cái linh hoạt rất hay của em. Thứ hai như là nếu như đứng solo mẹ hát một bài mà nó cứ nhẹ mãi từ đầu đến cuối thì chị thấy là nó cũng khó. Tức là bản thân em là một người rất là thông minh và ứng biến mọi thứ để mà đạt được cái mà em muốn ý. Thì chị nghĩ đấy là cái tố chất mà em đã có sẵn rồi. Em chỉ cần có thêm những cái giống như em nói, em đang muốn đi tìm những cái nhà đầu tư hay những cái cơ hội tốt để mà em viết tiếp cái tương lai của em, để em có những cái thành công hơn nữa mà thôi. Cái này thì ví dụ như là một nhà đầu tư đi. Mình hỏi ý kiến của một nhà đầu tư đi. Anh thấy như thế nào về trường hợp của bạn? Đúng là em có thông minh trong cái việc xử lý bài hát, lựa chọn tất cả mọi thứ. Giọng hát cũng ok đó. Nhưng mà thiệt ra bây giờ nếu mà nói để đầu tư một sản phẩm cho em thì anh chưa thấy cái thắng lợi trong đó. Thì bạn cũng nghĩ được là bạn sẽ làm về nhóm nhạc đó. Ừ, thì đó, có nghĩa là nếu mà lúc này em như là một solo artist thì anh sẽ rất ngại đầu tư. Bởi vì anh chưa tìm thấy được cái khả năng thắng, hoặc là ít ra phải có một cái bài nào đó viết riêng cho em mà anh nghe cái bài đó anh thấy được cái sự thắng ở trong cái bài đó kìa. Yeah. Chứ còn nếu mà ở một cái bài như thế này và cái sự trình diễn của em thì anh chưa thấy được cái thắng lợi trong đó. Còn nếu mà khi em xuất hiện mà hỏi nhà đầu tư mà với một nhóm nhạc và em có một cái sản phẩm hoặc là một cái hình thức nào đó của nhóm thì anh nhìn vào cái đó thì anh mới biết là anh có nên đầu tư cho nhóm hay không. Vậy thì thông thường á, để đi chào đầu tư á thì mình sẽ thường là sẽ phải có một cái proposal hoặc là một có một cái buổi present gì đó để cho người ta thấy tiềm năng của mình. Vậy nếu như ngày hôm nay em present cho anh thấy thì anh đầu tư vào em thì em sẽ present những gì với anh? Thì cái là em đến đây là có rất nhiều cái bất ngờ đến với em, nó dồn dập và em cứ đón nhận thôi. Em không biết là có hẹn anh có hát hay không bởi vì em không nghe được hát gì cả. Để mà trả lời câu hỏi của anh Tiến nữa thì em nghĩ là
để mà đến một cái buổi audition, để mà casting thì nó cần một khoảng thời gian chuẩn bị rất là nhiều. Và bản thân em thì hôm nay cũng chỉ mang tâm thế là mình đến đây để có thể lắng nghe hoặc là nghe những cái lời chia sẻ của anh Tiến cũng như chị Giang, hoặc đơn giản chỉ là muốn mọi người lắng nghe câu chuyện của mình thôi. Sau khi mình xem lại thì mình có thể đúc kết cho bản thân mình được điều gì đó phù hợp. Còn để mà trả lời câu hỏi của anh Tiến thì em nghĩ là nó cần phải có thời gian để chuẩn bị. Ngay cả cái việc em hát hồi nãy thì có thể là nó sẽ có phần lỗi rất là nhiều, bởi vì em chưa mở giọng cũng như là chưa có một cái sự chuẩn bị nào đó nhất định. Nên là em biết nghệ sĩ là cần phải làm liền, làm ứng biến liền. Nhưng mà đôi khi cái phong độ nó không phải là... Anh hiểu rồi. Ngay thời điểm này nó là như thế, nhưng mà không phải là nó là cái khả năng của em hiện tại. Nhưng mà vậy là sẵn hôm nay mình rút kinh nghiệm luôn, có nghĩa là nhiều khi cơ hội và cái sự gặp gỡ một người nào đó nó tới với mình bất ngờ lắm. Cho nên nếu mà mình đang ở trong cái tâm thế là một người muốn tìm kiếm cơ hội, một nhà đầu tư đi, thì anh nghĩ là em sẽ phải chuẩn bị sẵn, thuộc bài sẵn và lúc nào cũng ready để nói cho người ta biết là mình có cái gì. Dạ, em sẽ rút kinh nghiệm. Và nhưng mà có một cái này chị cũng rất là muốn hỏi này. Chị nghĩ là nó sẽ tốt cho tất cả các bạn trẻ đang ngồi đây, là tại sao phải tìm nhà đầu tư? Thì xuyên suốt từ lúc mà chị từ Việt Nam Idol ra, chị chưa bao giờ có một nhà đầu tư nào cả. Việt Nam còn không có chứ đừng nói là Hàn Quốc. Chưa bao giờ có một nhạc sĩ hay một công ty hay bất kỳ một ai đứng ra đầu tư cho chị cả. Và chị vẫn cứ làm thôi. Vậy thì chị muốn hỏi cái tâm lý thôi về các bạn trẻ nữa, đó chính là tại sao mình lại nghĩ rằng là nhất định mình phải chờ đợi một ai đấy đầu tư cho mình vì mình mới thành công. Mà em có một cái plan nào đấy cho cái việc là sẽ không có ai đầu tư cho em, thì em sẽ làm cái gì tiếp theo? Em có cái plan đấy không? Em không ạ. Vậy thì sẵn cho đó. Anh hỏi luôn nè, có nghĩa là hiện giờ cái thu nhập của em nó từ đâu ra, nó như thế nào? Tại vì hồi nãy em cũng nói là em không phải là một người có đủ khả năng để tự đầu tư cho bản thân. Em nghĩ là anh Tiến nên mở cái phong thư của em để mà biết là vì sao em lại muốn đến đây. Vậy thì bây giờ xin mời lá thư đến từ tương lai. Làm sao ta? Vậy thì rốt cuộc bức hình này là em muốn chia sẻ câu chuyện gì? Dạ, thì sau khi anh chị đã nhìn thấy cái bức thư của em thì em muốn hỏi anh chị một câu là anh chị nhìn thấy cái cô gái vừa rồi đang đi về phía ánh sáng hay là bóng tối ạ? À, tức là khi anh nhìn vào bức hình, anh thấy bạn ấy đang đi về phía sau hay là đi về phía mình? Ừ. À, cũng rất là hay. Vậy tức là phía mình là bóng tối đấy. Ừ. Còn phía ra tức là đi về phía mình là bóng tối, còn anh nhìn thấy là đi về phía mình hay là đi về cái phía ánh sáng kia? Ừ. Người ngoài có thể không biết, nhưng mà nhân vật trong đó họ biết em. Dạ. Yeah. Và nhân vật đó là em ạ. Nhưng mà tức là bạn ấy muốn nhìn thấy là khi mà anh nhìn vào hình như vậy thì cái anh nhìn thấy là gì? Một con người đang ở trong một cái đường hầm, mà hai đầu đường hầm là một bên có ánh sáng và một bên không. Thì anh đang nhìn thấy bạn ấy đang đi về phía nào? Anh thấy bạn đó đang đứng yên. Tại sao? Đâu thấy bước chân đi đâu, chỉ thấy là gió thổi tóc cái váy lên thôi. Dạ, em giống như bạn này. Dạ. Là đang không biết là mình đang đi về hướng nào đúng không? Dạ, em là thực sự là em nói thì hiện tại thì em đang trong một cái trạng thái rất là vô định. Bởi vì sau tất cả những gì em đã trải qua về những phía bé ngoan, cũng như là sau tất cả những gì em trải qua về cái sự hạnh phúc mà mình đang có trong cái phiên bản hiện tại, thì em không biết là mình đang làm gì nữa. Và mình có thực sự là mình sẽ nên đi về phía nào? Bởi vì tiến thì em không biết tiến như thế nào, mà lùi thì em càng không biết lùi ra sao. Thực sự là trước khi mà chị đến với cái chương trình này á, là chị đã dặn bản thân mình rất kỹ rồi. Là nhất định chị sẽ không nói đạo lý. Nhưng mà bây giờ chắc là cho phép, xin phép tất cả khán giả một chút xíu thôi, thì cho nó đạo lý một tí xíu. Rồi ok thôi. Duyệt. Nữ hoàng đạo lý đã trở lại. Là nói thôi, vì khi mà chị nhìn bức ảnh này, chị nghĩ là đầu tiên như này này, không ai xây ra một cái hầm mà chỉ có một đường vào và không có đường ra cả. Đầu tiên là em phải phân tích được như vậy đã. Hang động chị không nói nhá, nhưng bởi vì mình đều đây là cái hầm. Và cái hầm này là một cái hầm để mình chúng ta đi qua đi lại. Vậy thì chẳng ai họ xây ra một cái hầm mà nó hụt cả. Thì em phải hiểu là luôn luôn sẽ có ánh sáng ở cuối đường hầm, hoặc là bên này, hoặc là bên kia. Thì lúc đấy em có thể đi theo hướng nào, em vẫn tìm thấy ánh sáng hết. Nhưng trường hợp em đã đi vào rồi, vô tình thôi, là ví dụ sạt lở đi,
đá nó nở cho con nó lắc mắt một bên đi. Thì lúc này em sẽ phải phân tích là cái công mà mình phá cái đá đấy để mình thoát ra, hay cái công mà mình đi ngược lại, cái nào nó khả thi hơn. Khi mà em phân tích được như vậy thì em mới tìm được là em nên tiến, em nên lùi. Hiểu không? Nó sẽ giống y chang như là cái cuộc sống của em bây giờ vậy đó. Hay giống như mỗi chúng ta cũng vậy thôi. Lúc đấy mình mới phải đặt ra một câu chuyện. Chẳng ai đi chui một cái đường hầm mà mình biết là cái đầu kia nó cụt cả. Nhưng mà em chui vào bởi vì em vẫn tin là qua cái đường hầm này nó sẽ là một nơi vô cùng đẹp mà. Đúng không? Kém mới đi chứ. Nhưng mà vô tình cái đá đó nó lấp mất. Thì chính là em phải trả lời giống như bây giờ ấy. Em phải trả lời được là cái công mà bây giờ em phá đá nó sẽ khả thi, nó mất thời gian bao nhiêu, nó tốn sức bao nhiêu, phá xong em sẽ chầy chụa như thế nào. Nhưng mà em đã mất một công rất dài để mà em đi từ đầu đường hầm này vào đây. Bây giờ em quay ra thì so sánh giữa hai chuyện ấy, thì nó sẽ như thế nào. Chưa kể đến việc là em có tin là sau lớp đá đấy là những điều tốt đẹp không. Và nếu quay lại nó có tốt hơn với cái việc là mình sẽ đi tiếp hay không. Có nghĩa rằng là thì khi mà em phân tích được như vậy, em sẽ cảm thấy là em quyết định là em sẽ đi về hướng nào. Em cảm thấy là những cái viên đá mà chị Giang nói, em đã từng chứng kiến nó sập rất nhiều lần chứ không phải là một lần trong đầu đêm. Và nó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần thông qua những cái sự đầu tư mà người ta đầu tư cho em. Em cũng đã nhận được những sự đầu tư đó và cuối cùng em cũng thấy là bản thân mình đã làm tốt mà sao vẫn mang lại cái thất bại cho người đấy và chính bản thân mình nữa. Và cái điều đó nó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần đến nỗi mà em hỏi bản thân là liệu là mình có phù hợp không. Và ngay cả những bạn bè em nói là thôi bây giờ cũng đã cố gắng đến như vậy rồi mà nó vẫn không có duyên thì đó, nó không có duyên rồi, mình không có duyên nghệ thuật rồi. Thì nó khiến cho em được rất là nhiều cái sự xáo trộn cũng như là cái mớ hỗn độn trong mình, là mình cũng không biết là nên phá cái đống gạch đó để mình đi tiếp hay là mình lên lùi, bởi vì mình biết là mình có thể có sức để mình phá những cái đống gạch đó. Nhưng mà để mà nói một cái hình ảnh ví von hơn là anh Tiến với chị Giang có biết cái hình ảnh mà mình đào phi kim cương mà sắp tới cái đích rồi? Anh thấy rồi, anh nhớ hình ảnh đó. Dạ. Thì em cũng không biết là mình đang đào tới cái giai đoạn nào rồi, liệu là mình bây giờ mình cố thêm một tí nữa thì mình có tìm được cái viên kim cương mà mình cần tìm hay không. Ok, anh hiểu ý em rồi. Bây giờ cho anh hỏi, anh tò mò một cái để biết được là có đi lùi được không á, là cái chuyện y tế em thực hiện tới đâu rồi thì anh mới bắt đầu tính tiếp được là có lùi được nữa hay không. Dạ, theo một số kiến thức mà em có thể được biết trong cái khả năng nhỏ nhỏ của em thì em nghĩ là người Việt Nam mình hay mặc định là người chuyển giới sẽ can thiệp hết toàn bộ những cái y tế về mặt cơ thể sinh học, nhưng mà em nghĩ không phải là như vậy. Bởi vì ngay từ khi mà em nhìn thấy ánh sáng mặt trời và bản thân em cảm thấy là em là một cô gái thì chính là em là một cô gái rồi, chứ không phải là cần phải tham gia hay là tham dự can thiệp bất cứ một hình thức y tế nào cả. Bởi vì có chăng là nó chỉ là cái nhu cầu thẩm mỹ của mỗi người mà thôi. Và em nghĩ là để mà phân định ra là người này là nam, người này là nữ thông qua cái bộ phận sinh học giống loài á, vậy thì em hỏi mọi người là nếu một người phụ nữ bị ung thư vú và cắt bỏ tuyến vú của mình, họ vẫn là phụ nữ. Và đàn ông mất đi khả năng sinh sản của mình, họ vẫn là một người đàn ông. Vậy thì nó không phải là phân biệt giữa đàn ông và phụ nữ thông qua những cái mặt cơ chế sinh học, mà là nó mình cảm nhận như thế nào và cái năng lượng của mình mang lại cho đối phương như thế nào. Thì đó là như vậy, bởi vì con người mình nó càng vượt xa hơn rất nhiều so với là những gì mình nghĩ. Và chính vì như vậy cho nên là em mới lăn tăn là bước tiếp hay lùi, bởi vì em vẫn còn đường lùi. Em không nghĩ là em sẽ lùi ạ. Rồi nếu vậy thì mình đâu còn gì phải suy nghĩ nữa là bước tiếp hay lùi đâu. Em đã xác định chắc chắn là em không nghĩ em sẽ lùi. Vậy thì con đường của em sắp tới đơn giản chỉ là với hình hài này mình sẽ đi tiếp như thế nào thôi, đúng không? Em nghĩ là em nên cụ thể cái con đường hầm này nó là con đường âm nhạc. Rồi. Mình phải quy định rõ ràng con đường hầm này là con đường âm nhạc thì cuộc nói chuyện này của chúng ta mới có đường ra. Đúng. Còn nếu mà mình không là coi như là nó sẽ thành một câu chuyện khác hẳn nữa đấy. Ừ. Đúng không? Thì mình phải quy định luôn là con đường này nó là con đường âm nhạc. Rồi. Thì nó mới rõ ràng. Thì chị nói như này nè, là em buộc phải quy định nó là đường hầm thì mình mới nói chuyện tiếp được. Như chị nói thì không ai xây một cái đường hầm mà nó chỉ có một chiều vào. Còn nếu như nó là một cái hang thì rõ ràng là em có biết là có một cái kim cương nào đấy trong cái hang này. Thì đúng là như vậy, thì em cứ đào ngoài nó không có đường ra thì đúng là lúc đấy mình chỉ có một đường duy nhất là mình phải lùi thôi. Thì chị nghĩ là mình phải hiểu rằng là chắc chắn nếu đào nó phải có kết quả đã. Thì chị mới nói là lúc đấy thì mình mới suy nghĩ thiệt hơn. Em sẽ đi tiếp với con đường làm nhạc hay là em lùi ra để em có thể trở thành một cái người kiểu khác, một influencer về thời trang, về hoa hậu, ABCXYZ, tức là phân vân hai con đường đấy thì chị nghĩ nó là hợp lý.
Hiểu chị nói không? Có nghĩa là em còn đang rất muốn là bảo vệ quan điểm của mình, là em chỉ muốn là trở thành một cái người ca sĩ thôi. Nhưng mà nó sẽ có một con đường khác, là một con đường là không phải là ca sĩ, tôi muốn là một người có sự ảnh hưởng trước đã. Có thể là thời trang, có thể là âm nhạc, có thể là KOL, quảng cáo, ABCXYZ. Thì nếu mà em phân vân ra hai con đường đấy thì chị nghĩ nó sẽ hợp lý hơn. Thì em sẽ đỡ mông lung hơn. Vậy thì bây giờ á em, em sẽ hạnh phúc khi em được ca hát hay em sẽ hạnh phúc khi em được nổi tiếng? Em phải chốt được cái đó nữa. Tại vì bây giờ á, nó sẽ có nhiều cái lý do khiến cho em muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng lắm anh. Ví dụ anh chưa hiểu nha, nhưng mà có thể là bởi vì khi em trở thành ca sĩ nổi tiếng thì em mới có đủ năng lực tài chính để em lo cho bản thân, lo cho gia đình, lo cho người thương yêu. Vậy nếu mục đích cuối cùng của em là đi ca hát để có nhiều tài chính thì nó sẽ khác. Còn nếu mục đích của em chỉ đơn thuần là à bây giờ cái vấn đề tài chính không quá quan trọng, nhưng mà cái điều tôi muốn đó là tôi muốn được ca hát, bởi vì ca hát đó là niềm vui của tôi. Vậy thì em sẽ phải chốt lại là em hạnh phúc khi em được hát hay em hạnh phúc khi em được nổi tiếng. Dạ, trước khi em tham gia chương trình thì em nghĩ là ca hát ạ. Nhưng mà sau khi em nghe những lời chia sẻ của chị Giang cũng như anh Tiến thì em nghĩ là mình còn rất nhiều lối đi mà mình vẫn có thể mở được cái cánh cửa mà mình mong muốn. Bởi vì cái mục đích cuối cùng của em muốn đó chính là lan tỏa những giá trị bản thân mình có đối với những người mà họ cần. Thì em nghĩ là bản thân mình cũng có rất nhiều điều mà em có thể trao đi. Dạ, em tin là như vậy. Chị nghĩ là đây là lúc ấy mà em phải vận dụng được cái sự linh hoạt của em trong âm nhạc để em áp dụng nó vào trong cuộc sống. Tại vì trong âm nhạc em là một người linh hoạt, nên khi em cảm thấy rằng là em không hợp để hát solo thì em nghĩ tới một cái tương lai là em có thể hát trong một nhóm nhạc. Mà nhóm nhạc đấy tất cả đều là những cô gái rất là đặc biệt, những cô gái rất là xinh đẹp, những cô gái chuyển giới xinh đẹp, ca hát vui vẻ chẳng hạn. Hoặc là khi mà em xử lý một bài hát, em biết rằng chỗ này cao quá, em phải linh hoạt như vậy. Thì chị nghĩ là em cần phải linh hoạt nó trong cả cuộc sống của em nữa. Bản thân chị nghĩ là với tất cả các bạn trẻ, mình cũng cần phải có một cái sự linh hoạt. Tức là như thế này này, đừng bao giờ giới hạn và đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi chỉ làm được cái này hay là tôi chỉ làm được cái kia. Nghĩa là mình không được phép nghĩ như thế, mà mình phải nghĩ rằng là mình sẽ phải khai phá được tất cả những cái khác của mình. Giống như em biết em đến đây em đang nói rằng là em không giỏi trong thời trang, em cũng chẳng giỏi trong catwalk, em cũng không giỏi nói ABCXYZ, em chỉ giỏi hát thôi. Nhưng mà bản thân cái hát đấy nó cũng chưa phải là cái tốt nhất và cái tự tin nhất của em nữa. Vậy thì ai là người nói cho em biết là em không giỏi những cái đó? Và bản thân em đã bao giờ em thử hay đã bao giờ em cố gắng hết sức với nó để em biết là em không giỏi ấy hay chưa? Thì những cái đấy chị nghĩ là mình không được giới hạn bản thân mình. Mình sẽ phải khai phá bản thân mình ra để mà mình xem là mình có thể làm được những cái gì. Ngày hôm nay chị nói luôn là các bạn trẻ có vô vàn các cơ hội ở ngoài kia. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ mình có rất nhiều nền tảng. Bây giờ không cần phải là một ca sĩ bước ra từ một cuộc thi danh giá này. Bạn không cần phải trở thành quán quân á quân. Em biết không, thời đại này á, ca sĩ mainstream như bọn chị ấy còn phải sợ những cái cộng đồng khác, như là cộng đồng mà họ không hề nổi tiếng, họ không có nhiều follow đâu, nhưng mà tự dưng một ngày họ up nhạc lên một cái nền tảng và tự dưng bài hát đấy trở thành hot. Và thậm chí là những bài hát đấy mới hot, còn bọn chị có cái đầu tư MV cả mấy tỷ chả hot. Đúng. Bởi vì bây giờ nó có nhiều nền tảng lắm để chúng ta thực hiện được cái ước mơ của mình. Hay bây giờ còn những cái cặp đôi các bạn ấy hoàn toàn không là người nổi tiếng, các bạn ấy chỉ đăng những cái clip hàng ngày, các bạn ấy yêu nhau vui vẻ lên, và bây giờ các bạn ấy có hàng triệu fan hâm mộ như là Ninh Dương chẳng hạn. Tức là mỗi chúng ta đều có thể trở thành những cái người mà chúng ta hoàn toàn không bao giờ nghĩ tới nếu như mà chúng ta bắt tay vào và chúng ta làm. Kể cả là Ninh Dương này chẳng hạn, hay những cái bạn mà nổi tiếng KOL, cái influencer bây giờ, họ cũng đã từng có những lúc họ nghĩ rằng là mình hát cũng chẳng hay, mình chẳng có tài năng gì, mình cũng không giỏi là ABC cái này cái kia, làm sao mình có thể trở thành một người nổi tiếng được đây, và làm sao mình kiếm tiền được đây. Nhưng mà chúng ta đã từng chứng kiến là có vô vàn những cái gia đình vô cùng là bình thường, và có những bạn rất là bình thường luôn, và bây giờ các bạn ấy vẫn trở thành những người có sự ảnh hưởng và truyền được cảm hứng cho tất cả mọi người. Vậy thì tại sao mình lại giới hạn bản thân mình là mình không giỏi nói, mình không giỏi cái này, mình không được xinh ABCXYZ? Em ơi, bây giờ cái chuyện xinh đẹp hay gì đấy nó phụ lắm. Có những bạn không hề xinh đâu, nhưng các bạn lên bạn cứ nói câu nào cũng thành trend, câu nào cũng thành cáp cắt hết, và các bạn ý vẫn kiếm được tiền, vẫn có thể giúp đỡ gia đình và vẫn trở thành những cái người được hâm mộ. Thì chị nghĩ là không có một cái giới hạn nào ở cái thời điểm này. Thì em có một cái khẩn cầu đến anh chị là sau khi anh chị tiếp xúc với em xong thì anh chị nghĩ là thế lại có thể phù hợp với công việc gì, bởi vì khả năng hiểu biết của em nó cũng hơi hạn chế, nên là em tự biết điều đó, nên là em rất là mong muốn những người như anh chị có thể chia sẻ giúp em và nhìn nhận em như thế nào không ạ? Chị nghĩ là nhiều cách lắm.
Ví dụ như xinh đẹp như em như thế này, em có thể hoàn toàn là em làm những video về em có thích skincare không? Không có. Đó. Ví dụ như nếu như em thích skincare, em có thể chia sẻ những cái bước skincare của em, hay là em chia sẻ những cái cách em review, hoặc là em nói rằng mọi người làm thế nào để có được làn da rất là trổm vía như là làn da của em. Chọn trang phục cũng thế. Và làm thế nào để tập được một cái giọng nói như vậy, và làm thế nào để tập được những cái giọng hát như vậy, có nghĩa là các bạn ở dưới hiểu mà, tức là những cái mà mình đang gặp phải có thể là tất cả mọi người ngoài kia cũng đang gặp phải. Cái quan trọng là các bạn không cần phải đi tìm cái content gì để mình làm. Chính trong đời thường của các bạn có những cái gì, mình hãy nghĩ rằng là những cái đấy khi mình chia sẻ ra thì có thể chính là nó cũng là những cái topic mà rất nhiều người cũng đang quan tâm luôn. Có những người họ không, nó không có gì cả, họ ngồi ăn mì thôi người ta tự dưng cũng hot. Tức là mình phải hiểu là có thể đâu chính những cái thói quen hàng ngày mà mình nghĩ rằng là nó chẳng có gì đặc biệt hết thì có thể nó lại gây ra sự hứng thú cho rất là nhiều người. Đấy. Như em nói thì cái yêu cầu mà phải kiếm được tiền nó có quá cấp bách với em không? Anh đang không biết là thu nhập của em như thế nào và có đủ lo được cho cuộc sống hiện tại hay không? Bởi vì á, ví dụ build content như ý của Giang nói, hoặc là bây giờ mình chuyển sang một cái lĩnh vực mới, mình học catwalk này nọ kia, đôi khi thứ nhất tốn tiền đầu tư, thứ hai là chưa chắc ra tiền được liền, thì anh không biết là cái năng lực tài chính của em hiện tại có đủ lo cho em để chờ tới ngày em kiếm được tiền một lĩnh vực mới hay không? Và hiện giờ em đang kiếm tiền bằng cách nào? Dạ, thì... nó rò quá, em cảm thấy nó thật quá. Ok, em sẽ chia sẻ với anh Tiến. Sau khi em có cuộc chuyển đổi như vậy thì chắc chắn là không thể nào mà quay về trở lại với âm nhạc liền ngay lập tức được. Nhưng mà em may mắn là có một công việc, đó chính là làm streamer cho một cái công ty của nước ngoài. Thì em đã làm ở đó được 3 tháng rồi. Rồi. Và thu nhập rất là tốt. Rồi, thu nhập tốt. Và em vào phát là được top 2 trong top công ty luôn. Và em biết được là em có thể làm được công việc này rất là tốt, nhưng mà cái vị trí đó em không cần, và nó không phải là mục tiêu mà em hướng đến để mà có thể đạt được cái thành tựu đó trong công ty đó. Mặc dù nó mang lại cho em rất là nhiều tiền, nhưng mà em khi mà em livestream em khóc rất nhiều. Dù là mình biết là phải ca hát mình mới hạnh phúc, nhưng mà cái niềm yêu đó của em đủ lớn để em chờ thêm không? Tại sao mình đang có một cái công việc có thu nhập tốt và nó có thể sẽ là một cái nguồn thu, thứ nhất là duy trì cuộc sống của mình, thứ hai là mình để dành, hoặc là mình sẽ từ cái nguồn thu đó mình đầu tư cho âm nhạc, thì tại sao mình lại không chờ được? Nếu mà em đòi hỏi một cái công việc để mà em có thể hát được liền, ra tiền liền và thành công liền, nói thiệt anh với Giang không có cách. Không có cách nào để mà ngay lập tức để mình có thể làm được điều đó hết. Em hiểu, nhưng mà thì tại sao mình lại không có suy nghĩ kỹ để mà mình phải bỏ một công việc có thu nhập như vậy? Môi trường ạ. Nó không tốt như là mọi người hình dung, bởi vì nó rất là toxic. Và mỗi ngày mình cứ đi làm và gặp rất nhiều người mà mình cảm thấy là mình không học được họ từ điều gì cả, và mình không có thấy bản thân mình phát triển, và thấy bản thân mình càng thụt lùi thôi. Cho nên là em không biết là hiện tại đang làm gì nữa để mà có thể kiếm ra tiền. Nhưng mà em lại có được cái may mắn là được ngồi ở đây, và em rất tin là sau cái buổi ngày hôm nay em có thể tiếp thu được những ý kiến từ các anh chị, và sau đó em có thể làm được gì. Thì em nghĩ là cái buổi trò chuyện hôm nay của em rất là giá trị đối với em. Nói chung là chị nghĩ là em nó cũng hơi overthinking đấy. Cũng hơi suy nghĩ hơi nhiều đấy. Tại vì là như thế này nè, chị nghĩ là mình phải nghĩ mọi chuyện nó đơn giản lại một chút xíu. Xác định luôn là mình đến đấy vì mục đích là vì tiền. Đúng. Thì mình hỏi mình có cần không? Phải trả lời là cần chứ. Cần. Ai mà không biết là mình thích hát, ai mà không biết là mình chỉ thích làm được công việc mà mang lại cho mình cảm xúc. Chẳng ai mà muốn mỗi ngày mình đi làm mà mình không thích gì cả. Nhưng mình phải hiểu là giai đoạn nào mình cần cái gì. Và chỉ nghĩ giai đoạn này em cần tiền thì em phải cần công việc đấy trước đã. Em đừng có hay đặt những cái câu hỏi là tôi có nhất định tôi phải tới đây không? Tại sao tôi lại khổ như thế này? Nhất định chứ. Em mà thử không có tiền thì em nó khổ hơn gấp vạn lần. Nhưng mà khi em đến đấy, công việc đấy nó cho em thu nhập tốt, thì em phải thấy rằng là tôi khổ như thế này là bởi vì thay vì tôi phải khổ một kiểu khác. Cái áp lực cơm áo gạo tiền nó không mệt mỏi lắm em. Thay vì tôi phải khổ một kiểu khác thì tôi thấy như thế này vẫn đỡ hơn rất nhiều. Thì khi mà em nghĩ như vậy thì em sẽ đến cơ quan, em sẽ đến nơi làm việc, em sẽ bớt áp lực hơn. Mà ok, có thể là toxic đấy, nhưng mà tôi chỉ đến đây là một mục đích là tôi kiếm tiền. Tôi sẽ không tới đây để tôi học hỏi cái gì cả. Thì em sẽ đỡ hơn trong suy nghĩ của mình. Mà anh thí dụ nha, mình làm cái công việc đó có thu nhập tốt, mà mình vừa làm công việc đó mình có thời gian mình vẫn đi hát được mà ta. Dạ, tại sao dạ, là công không. Việc đó không có thời gian hả? Dạ không. Tốn của em bao nhiêu thời gian một ngày? Tại vì user của em đa phần là người nước ngoài, cho nên là em sẽ live khung giờ là tầm từ 10 giờ cho đến 4-5 giờ sáng. Và nó
Và đến thời gian đó, tới sáng thì em lại đi ngủ, tới chiều tối em mới dậy. Dậy xong rồi em lại tiếp tục là ăn uống, rồi xong rồi lại make up và chuẩn bị lên livestream. Và cái cuộc sống nó vòng lặp nó cứ xảy ra trong vòng 3 tháng vừa qua thì em cảm thấy là mình không thể tiếp tục được nữa. Mặc dù em biết là nó mang lại cho em thu nhập, mà em nghĩ cái công việc đó thì chắc chắn là em sẽ bị chơi voi liền. Nhưng mà em tin là... Không, chị hoàn toàn hiểu và chị rất thông cảm, bởi vì chị biết chị là người live, chị rất là mệt. Cái việc ngày nào cũng live nó rất là mệt, mà live buổi đêm nữa. Chị hiểu và chị cũng hoàn toàn ủng hộ là em tìm một cái công việc khác cũng như là em nghỉ. Chị hiểu điều đấy, nhưng ở đây chị đang nói rằng là cái lúc mà em muốn nghỉ, cái suy nghĩ mà em cần có, em phải nói với chị là em luôn luôn nghĩ rằng là mình sẽ làm gì tiếp theo đây. Và trong lúc mà em muốn nghỉ thì cái suy nghĩ em phải có ấy, nó là em phải plan được một cái công việc khác. Đúng. Chứ không phải cái suy nghĩ của em là tại sao mỗi ngày tôi cứ phải làm thế này, mà em chỉ nghĩ đến đấy, mà em lại không nghĩ cái cách em giải quyết nó. Thì đấy là cái chị khuyên em là em không nên. Thì thay đổi về mặt tư duy để cho nó tốt hơn cho em. Thực ra là em cũng đã backup plan B cho mình rồi, là cũng đã đi học rồi, nhưng mà cô không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng mà sau khi mà nói chuyện với chị, anh chị xong thì em đã có thể check nó cho mình. Nhưng mà mình nghĩ sớm khi mà mình chưa bắt đầu được với công việc kia có thu nhập mới thì có làm em chơi với nhiều hơn không? Bởi vì tự nhiên bây giờ nghĩ ngang nè, mình không có nguồn thu nhập rồi, bây giờ bắt đầu mình mới đi học, mình chuẩn bị qua công việc mới. Thì cái giai đoạn mà bây giờ học cho tới lúc công việc mới, cho tới lúc có tiền, thì em sống bằng cách nào? Em cũng biết. Đó. Nhưng mà em nghĩ là thường là có thể trộm vía là số của em đó cũng trộm vía một tí, là khi mà em gặp bế tắc thì nó sẽ có những cái mối quan hệ khác có thể support em trong giai đoạn đó, thì nói chung là bổ trợ cho nhau. Em không nói đây có nghĩa là cổ suý cho cái việc mà mình cứ nghĩ đi sẽ có người giúp đỡ mình, mà là em nghĩ, em tin là mọi thứ nó vận hành đều có cái lý do và cái quy luật của nó cả. Anh thì anh, cái lúc cái thời của anh á, thì anh giải quyết mọi thứ, anh tư duy mọi thứ nó lý tính lắm. Có nghĩa là bây giờ để làm được cái công việc mà mình yêu thích á, và được tự do hoàn toàn á, thì anh chấp nhận anh sẽ phải chờ. Có nghĩa là nếu như anh là em nha, và thực ra là cái công việc anh đang làm luôn á, là anh đã chờ 10 năm tới khi anh đủ tiềm lực tài chính, anh mới bắt đầu làm công việc mình yêu thích. Mình sẽ bị khổ chỗ này một chút, mình khổ chỗ kia một chút. Thậm chí anh hồi xưa nè, khi anh chưa là một người có nhiều tài chính đi, anh phải nhận rất nhiều những cái ca hoặc là những cái khách hàng mà nhiều khi là mình cảm thấy là không có hợp tính với mình vẫn phải làm, vẫn phải chiều người ta và chịu những cái sự khó tính của người ta. Nhưng từ từ khi mình bắt đầu tự chủ hơn rồi thì kể cả nhận khách hàng anh cũng chọn lọc luôn. Nếu mình không muốn là mình làm thất vọng các nhà đầu tư, và nhiều khi có nhà đầu tư vào em không tự chủ được cái phần sản phẩm và cái cá tính âm nhạc của em, vậy thì nếu em muốn được tự do làm nghệ thuật theo đúng cái sở thích và cái mong muốn của mình thì em phải tự chủ hoàn toàn về tài chính của em trước. Cái này chị hoàn toàn đồng ý nha. Thế là có những bạn là chọn con tim hay là nghe lý trí, nhưng mà thực ra con tim hay lý trí gì thì cũng phải ăn đấy cả. Đúng. Ăn thì tim mới đập mà não mới hoạt động được, không ăn nó không có cái gì hoạt động được hết trơn á. Ai mà không muốn làm cái việc mà mình thích, đam mê của mình mà kiếm ra tiền, kiếm ra tiền bằng đam mê của mình, nó là có điều quá tuyệt vời rồi. Cho nên mình phải luôn luôn cho mình một cái plan là sẽ như thế nào nếu như tôi chỉ có thể kiếm tiền bằng một cái công việc mà không phải đam mê của tôi. Em cũng phải phòng ra cái trường hợp đấy nữa chứ. Thấy không? Nhưng mà khi mà mình ra được những cái trường hợp như thế rồi thì mình lúc này mình phải rất là, chỉ nghĩ là phải tỉnh táo để đừng làm nó một cái cách, đừng cho nó chán nản hơn. Mà em phải xác định được cái tinh thần là ngay bây giờ tôi chưa thể thực hiện đam mê của tôi, thì tôi vẫn đang thực hiện một công việc khác, và công việc này nó đang cho tôi một cái thu nhập để mà ít nhất tôi sống được, đợi tới ngày mà tôi có thể thực hiện đam mê của mình. Mà kể cả khi em lo được cho cái miệng ăn của mình rồi nha, mình bắt đầu có tiền đầu tư rồi nha, em cũng phải dự phòng luôn là đầu tư một sản phẩm chưa thành công liền đâu em. Nhiều khi đầu tư một chục sản phẩm rồi mới trúng được cái sản phẩm em thành công, và lúc đó em mới có thể thật sự có thu nhập được từ cái công việc mà em đam mê. Vậy thì em yêu nó đủ nhiều để em chuẩn bị đủ đạn dược, chuẩn bị đủ cái sức bền cho nó hay chưa? Chứ còn nếu mà em chỉ làm, em chỉ sống xong em dồn hết tất cả mọi thứ vô một sản phẩm đầu tiên, lỡ sản phẩm nó không thành công thì sao, đúng không? Cho nên là anh nghĩ là đúng như chị Giang nói, phải có plan B đi. Và ai cũng vậy hết, mình sẽ cần phải làm sao mà vừa sống vừa làm nghệ thuật được. Anh không kêu khi em bỏ, nuôi sống bản thân trước, trong thời gian đó vẫn tiếp tục với con đường nghệ thuật, rồi tới một lúc nào đó thành công em sẽ vui với nó hơn. Còn nếu mà bây giờ lúc nào em đi làm cái công việc ca hát mà cũng không đủ ăn không đủ sống, đi hát vì cơm áo gạo tiền á, cũng chưa chắc là em sẽ vui với cái công việc mà em yêu thích đâu. Em sẽ chỉ vui với nó, với đam mê khi mà em làm nó không vì cơm áo gạo tiền nữa thôi. Có bao nhiêu bạn đang học cái ngành mà mình thích và bao nhiêu bạn đang học cái ngành mà mình không thích? Bây giờ cái ngành mà mình không thích, bật đèn. Đó, cũng khá khá đó. Rồi, những cái bạn mà đang đi học cái ngành mà mình không thích nhưng mình vẫn cảm thấy mình đến trường mình vui, thì mình để đèn.
Còn những bạn nào mà cảm thấy là mình đang học mình không thích và mình không thích cái mỗi ngày của mình thì mình tắt đèn đi ạ. Rồi cho nói chuyện một bạn được không? Ok, rồi em chị. Rồi em cho nói chuyện với bạn đi. Em sẽ giới thiệu với mình. Em chào anh Dương Sự Tiến, em chào chị Hương Giang và em chào chị Alice ạ. Cái lý do mà em học cái ngành em không thích nhưng mà em vẫn yêu trường em. Thứ nhất là chắc có lẽ là vì cơ sở vật chất của trường em và các bạn học của em quá tốt. Em cảm giác em đi học thì có thể em học không giỏi, em tiếp thu không nhiều, nhưng mà em có thể thay vì học tập từ thầy cô thì em học tập từ bạn bè rất nhiều. Và cái môi trường xung quanh em có kiểu bạn bè em dắt em đi làm hoặc là đi trải nghiệm các câu lạc bộ, thì em cảm thấy là em cũng trưởng thành rất nhiều qua quá trình đó. Nên là em vẫn thấy học đại học rất là cần thiết với em. Thật ra nó cũng là một cái điều cũng hay ý. Tức là ai cũng mong muốn là mình best option rồi. Tức là vừa được học, vừa đam mê, được sống, đam mê, được làm đam mê này và được kiếm ra tiền này. Nhưng sẽ có những lúc mình phải gạt đi. Nên mình đặt ra 5 tiêu chí, nhưng mà cuộc sống này nó không dễ như vậy. Có những lúc mình sẽ không được cái tiêu chí thứ 2, thứ 3. Thì bây giờ có thể mình chỉ có 2 tiêu chí trong 5 tiêu chí thôi. Thì nhiệm vụ của mình làm là gì? Là kiếm ra còn 2 tiêu chí này, nhìn vào những điểm tốt nhất của 2 cái tiêu chí còn lại này, để mình cảm thấy rằng là mỗi ngày mình sẽ vui vẻ hơn với cái những cái tiêu chí còn lại. Còn nếu lúc nào mình cũng nói rằng là mình đau đầu với cái việc là mình phải đủ 5 tiêu chí thì mới được, thì chị nghĩ mình sẽ hơi khổ. Chị nghĩ là mình cố gắng nhìn vào những cái mặt tốt của những cái đang diễn ra với mình thì nó sẽ giống như bạn này, thì bạn sẽ cảm thấy mình vui vẻ hơn. Đấy, như chính em vừa nói, nó cũng có một mặt tốt đấy chứ. Khi mà một cái công việc mà là môi trường cũng toxic này, đến đấy thì có thể là có nhiều sự, ví dụ chị nói đơn giản có thể kỳ thị, có thể là phải tiếp xúc, có thể là mất ngủ, mất ăn, hoặc là phải hoạt động buổi đêm rất mệt. Nhưng ít nhất chính em cũng tự trả lời được rằng là à, điểm tốt của nó là lương của nó cao hơn những cái công việc khác. Vậy thì đấy có phải là điểm mình nên nhìn vào không? Đúng không? Thay vì nếu như em làm một công việc khác, em làm một tuần hoặc một tháng, em mới kiếm được cái số tiền để em mua đôi giày em thích, thì ở đây em chỉ mất một đêm, em đã kiếm được rồi. Thì rõ ràng đấy nó cũng là một cái điểm tốt, để mà mỗi ngày khi mà em đến cơ quan, em sẽ cảm thấy là mình sẽ có cái động lực tốt hơn. Hoặc là ít nhất công việc của em đâu phải giăng nắng đâu, em không phải chịu mưa, em chỉ ngồi trong phòng và livestream thôi. Nó cũng đã đỡ hơn rất nhiều những cái công việc mà người ta phải làm việc dưới ánh nắng này, rồi mưa này, bão này, rồi bụi này, rất là cực. Thì thực ra khi mà chúng ta nhìn vào một việc ấy, chúng ta cũng nên nhìn vào cái mà cái được và cái điểm mạnh của cái việc đấy so với những cái việc khác, thì nó sẽ làm cho sức chịu đựng của chúng ta gia tăng hơn. Thì khi mà mình gia tăng sức chịu đựng thì em sẽ cảm thấy là em chịu đựng những cái việc đấy nó dễ dàng hơn trong cái thời gian mà em chờ đợi một cái việc gì đấy nó đúng với đam mê và đúng cái gu của em hơn. Anh thì anh chỉ tiếc cái là em chưa có một cái công việc có thu nhập liền để nuôi sống em nghĩ bên kia thôi. Chứ còn thật ra nếu em xác định là nó tốn hay sức khỏe quá, nó không có toxic này nọ quá thì vẫn ok, anh với Giang vẫn ủng hộ em nghĩ bởi vì đó quyết định của em. Nhưng anh chỉ khuyên là mai mốt lỡ đang có công việc có thu nhập tốt thì mình đợi là khi nào mình tìm được một công việc ưng ý, môi trường tốt đẹp hơn, thu nhập tương đương hoặc đủ nuôi sống bản thân trước đi, rồi hãy nghĩ bên này. Mình chưa có một cái chỗ nào dự phòng mà mình nghĩ liền thì nó bị uổng. Và bây giờ anh đang lo là em không biết là em sẽ lo cuộc sống em như thế nào trong thời gian sắp tới, khi mà em đang bắt đầu học làm KOL và KOC. Trong thời gian học em chưa kiếm ra được tiền nè, và để làm KOL KOC em cần một thời gian, ví dụ 3 tháng 6 tháng, cái kênh của em nó phải đủ mạnh đã, nó mới nuôi sống được em. Vậy thì bây giờ trong thời gian mà kênh chưa mạnh mình sống bằng cách nào? Thì đó là cái lăn tăn của anh. Và anh thấy em đang hơi bị bốc đồng tí xíu trong việc nghĩ khi mà mình chưa có một công việc khác nó có lương đủ nuôi sống mình thôi. Vậy lần sau mình cẩn thận chỗ đó hơn một tí xíu là được. Nhưng mà cái công thức này nó chỉ áp dụng đúng với trường hợp này thôi nhá. Nó chỉ áp dụng đúng với trường hợp này, và nó cũng chỉ áp dụng đúng với cái việc là cái môi trường này nó không quá nguy hiểm thôi. Thực ra chị nói về mặt tâm lý thì có thể mình giới hạn, mình gia hạn cho cái tâm lý của mình nó tốt hơn. Chứ nếu mà nó nguy hiểm theo kiểu là nó ảnh hưởng sức khỏe thì rõ ràng là em nên nghỉ luôn. Cho nên thực ra cái tư vấn này nó chỉ đúng với chỉ duy nhất trường hợp này, và nó cũng chỉ đúng với một vài trường hợp thôi. Chứ mọi người cũng đừng áp dụng cái này cho tất cả những chuyện khác trong cuộc sống là không được đâu nhá. Hay ví dụ như là tình yêu đi, đừng có mà bảo là không đợi khi nào kiếm được anh khác ổn thì mới bỏ anh cũ thì chết. Có nghĩa là Có những việc là mình phải bỏ ngay. Đúng. Có những việc khi mà mình cảm thấy nó không tốt thì kể cả mình chưa có cái đích đến nào mới, mình vẫn phải bỏ. Nhưng mà sẽ có những việc nếu như mình cân nó đong đếm, mình cảm thấy là nó chưa có cái gì nó quá tổn hại mà mình vẫn có thể chịu đựng, chỉ là vấn đề nó nằm ở cái sức chịu đựng của mình một chút thôi. Nhưng nếu mà mình chịu đựng thêm một chút, mình có thể
có được cái thu nhập mình tốt hơn để mình đợi cái lúc công việc đam mê của mình nó xuất hiện, đợi cái cơ hội nó xuất hiện, thì mình đây là mình mới khuyên như vậy. Em nghĩ sao, em thấy như sao? Em nghĩ là bản thân em đã có một cái câu trả lời, tuy là nó cũng chưa cái chính xác và rõ ràng nhất, nhưng mà nó cũng có cái gợi mở như anh Tiến nói cho cái hành trình sắp tới của em. Và em luôn tin và em có cái quan điểm sống, cái slogan cho cuộc sống của em, đó chính là mọi điều xảy ra đều có lý do của nó, và cứ go with the flow thôi. Và em tin là cái lý do ngày hôm nay em được gặp anh chị thì đó cũng sẽ là một cái chìa khóa để có thể mở được cánh cửa mà em đang muốn bước qua. Em tin là như vậy. Vậy thì Hương Giang có điều gì chốt lại với bạn tí xíu và chia sẻ với các khán giả đang theo dõi trò chuyện với tương lai số này không? Với riêng câu chuyện của em thì chị nghĩ là em có rất nhiều lợi thế để mà em phát triển được. Chỉ có điều là giống như chị nói đây là em có mở cái giới hạn của bản thân ra để em làm hay chưa thôi. Hoặc chị thấy em hoàn toàn có thể là một beauty blogger này, hoặc thậm chí là một người chuyên review về mỹ phẩm này, hoặc là cái lifestyle em có đôi chân dài. Chị nghĩ là em làm được hết á. Chỉ có điều là em có cho bản thân mình cơ hội để em tin là em làm được hay không thôi. Cho nên là nếu như em cảm thấy rằng là ngay bây giờ nếu mà mình ca hát nó khó quá thì chị đang đưa cho em một cái gọi là một cái lời khuyên nó rõ ràng hơn. Em vừa được nghe một cái lời nhận định, một cái lời xét từ một ca sĩ nè, hoa hậu nè, nhà sản xuất nè, và đã làm hết những cái lĩnh vực mà cô ấy đang nói với em rồi, và đồng thời cũng là super mentor của The New Mentor nè, cũng là host của một MIQ nè. Có nghĩa là Giang là một cái hình mẫu và là một người có kinh nghiệm rồi, và em đang nhận được một lời nhận định rất là chân thật từ cô ấy rồi. Thì anh nghĩ đó là cái mà có thể cho em thêm lòng tin, bởi vì anh cũng có cảm giác giống như Giang là em sẽ không chỉ đơn giản thành công ở lĩnh vực ca hát đâu, em làm sang lĩnh vực khác thì thành công được. Và đặc biệt nãy Giang nói về cái việc beauty blogger nha, anh vẫn thấy nếu em làm beauty blogger là anh sẵn sàng anh book em luôn đó, bởi vì em có cái hình mẫu bên ngoài quá hợp để làm beauty blogger. Đấy, vậy thì đúng như Giang nói, đừng giới hạn bản thân nữa, về mở mang ra thêm, cho mình thêm cái cơ hội để làm nhiều việc khác đi. Và anh nghĩ là đôi khi những việc khác mà nó thành công á, nó cũng sẽ bổ trợ lại, ngược lại cho cái công việc ca sĩ của em. Bởi vì đôi khi công việc ca sĩ của em nó sẽ đến sau cái thành công của những thành công khác thì sao. Đúng rồi. Vậy thì rất là cảm ơn Hương Giang với vai trò khách mời của ngày hôm nay. Rất là cảm ơn Alice với vai trò là một nhân vật và dám chia sẻ câu chuyện của mình ra, để mà đồng thời những bạn ngoài kia, khán giả, họ có một cái nhìn, hoặc là những người có câu chuyện tương tự với em cũng sẽ có được những cái bài học. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi trò chuyện với tương lai tới giờ này. Và một lần nữa, Tiến chỉ muốn nói rằng là tất cả những điều mà Tiến hay Hương Giang hay là Alice chia sẻ ở đây, nó chỉ có giá trị tham khảo tương đối thôi. Bởi vì mỗi chúng ta, mỗi một người sẽ có một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Không bao giờ nó có thể đúng hết được ở tất cả các trường hợp cả. Và nếu quý vị ơi, nếu quý vị bất đồng quan điểm với Tiến hay Hương Giang hay với Alice, thì quý vị cũng đừng ngại ngùng comment ở phần bình luận của video, để mà Tiến và Giang cũng như tất cả mọi người sẽ có thêm một góc nhìn mới về cuộc đời nhé. Và các bạn trẻ, nếu các bạn có bất kỳ một cái vấn đề, một trăn trở hay một câu chuyện nào đó muốn chia sẻ, thì cũng đừng ngại ngần nói với trò chuyện với tương lai, bởi vì biết đâu chính các bạn sẽ là nhân vật ngồi đây cùng Tiến và khách mời chia sẻ câu chuyện của mình. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số tiếp theo nhé.